Hello quá nhá, em lại lên tiếp báo giá chân máy quay phun nhôm cho quá, toàn chân to đâu, có một vài cái bé bé. Đây mã số 1 này, siêu to khổng lồ, cho bác nào thích siêu to siêu bự luôn. Vebon SX601B mã số 1, thu gọn như thế này là nó vào hơn 60cm một chút nhá, cao hết cỡ là 160cm, nặng 3,3 cân. Bác nhìn cái con này mà xòe như thế này ấy, ba cái chân này, này nó rộng, cái đường kính nó xòe như thế này nhé, để cái mức thấp nhất như thế này nó xòe rộng tới cái mức 60cm rồi, vòng tròn, đường kính vòng tròn. Còn nếu mà mình rút cao lên thì nó xòe rất là rộng, thì nó càng rộng nó càng chắc thôi nhé. Các bác có thể điều chỉnh được, con này thì điều chỉnh được cái độ xòe của nó. Đó, thì vặn là người này lại này, mình sẽ điều chỉnh được nó. Đây cái đầu của nó đây, có tay quay nhá, có tay quay chỉnh hai hướng như thế này, này chỉnh chiều này, này quay tròn. Bao lâu về kẹp củi thì kẹp, nhưng con này mà lắp con máy quay lại thì quá là phê rồi. Tiếp theo mã số 2, số 2 của chân Slick, nặng 1,5 cân, cao 60 tới 150 cm, cao 60 tới 150 cm, giá 700. Slick có tay quay. Số 3, con này giống kiểu chân của Vebon này. À con này cũng của Slick nha các nhá, Slick có tay quay này. Con này cao 55 tới 150 cm. Nặng 2,1 cân. 2,1 cân các nhá, giá 1 triệu. Đó, mã số 3 giá 1 triệu. Đấy, siêu to. Mã số 4 này, số 4 này của Slick cũng có tay quay, phun nhôm, nặng 1,8 cân, cao 55 tới 140 cm. Con này cũng giá 700 nhé. Đó, giá 700. Tiếp theo mã số 5, số 5 con này của hãng Tenco Boy, cao 50 tới 140 cm. Đó, giá em này 550k các bác nhé. Con này thì không có tay quay, cũng phun nhôm hết. Cái tay con này là chân bé này, con này Akuba phun nhôm, mã số 6, nặng 1 cân, giá 400, cao 45 tới 130 cm. Con này đúng ra là nó có cái tay quay nhé, nhưng nó bị gãy rồi. Này mình rút bằng tay như mọi con như này thôi, quay tròn chỉnh các kiểu. Đấy, 400k, mã số 6 400. Mã số 7 này, số 7 con này thì giống hệt con số 2 từ nãy, cao 60 tới 150 cm, nặng 1,5 cân, giá 700. Nó có cái tay cầm đây nhá, chắc nó rơi đâu tí em tìm lắp sau. Có tay quay này, tay quay những cái dòng đời cổ nó đè luôn này, Made in Japan. Những cái con đời mới thì nó sẽ đè Made in các nước khác thôi, đời mới thì không có Made in Japan được. Mã số 8, nặng 2,2 cân, có tay quay này các bác này, có tay quay nhá, cao 60 tới 160 cm, giá 1,1 triệu. Đấy, siêu nặng luôn, siêu nặng siêu to, kẹp củi thì bao chắc nhá. Những cái cây củi mà tầm độ 5-6 cân thì có nên dùng những chân như thế này, hoặc những cây củi nó bé. Nói chung là các bác dùng chân càng to càng chắc, chân bé thì dùng tạm thôi. Mấy bác hay mua thì em cứ nên khuyên là mua hẳn những chân to, tại vì rất nhiều bác mua những chân bé dùng một thời gian rồi lại nâng cấp lên, thì mình thả mua một lần thôi. Mã số 9 này, con này có cả tay quay, nặng 1,6 cân, cao 50 tới 150 cm, 700k, của hãng Hansa. Mã số 10, Slick siêu to, có tay quay các bác nhé, có tay quay siêu to luôn đấy, thu gọn lại là 65 cm, cao hết cỡ là 180, nặng 2,7 cân, giá là 1,2 triệu.
slick siêu to. Mã số 10 rồi. Đây mã số 11. XR 11 con này thì còn to, con này còn to nữa. Mã số 11. Đây cái đầu của nó có hai tay cầm như này. Hai cái tay cầm này hơi bị dỉ nhá. Mai em bác bán nó là sẽ đánh hai chỗ này đi. Hai tay cầm này nó bằng sắt thì em sẽ đánh em sẽ xịt sơn cho qua. Còn lại những cái phần này nó bằng nhôm thì nó sẽ không bị dỉ. Siêu to nhá, con này 900.000 thôi. Con này nặng 2,7 cân. Thu gọn này là 70 và cao hết cỡ là 170 cm. Đúng như con này thì nó cũng tầm 1,2 triệu các bạn, nhưng nó bị lỗi một xíu. Này, lỗi cái này không ảnh hưởng gì hết. Các bạn nhìn này. Nó quay tròn. Nhưng mà mình nâng lên một tẹo. Này, mình nâng lên cái mình lại quay được. Lý do là ở đây. Nó mất một cái bánh răng nên nó bị mẻ này các bạn. Một cái bánh răng nó bị mẻ. Nó không phải nó bị mẻ mà tức là nhiều khi ấy, mình quên ấy. Mình khóa chặt này lại này, xong là mình phải quay và tự nhiên nó sẽ bị mất một cái bánh răng. Và bây giờ thì nâng một tí lên thôi, mình quay nó sẽ lên. Còn nếu mà không thì về mình kiếm một cái phong cao su mình chụp vào đây thì nó sẽ không hạ thấp được xuống cái chỗ bánh răng nó bị mẻ một cái bánh răng đấy, thì là lúc nào nó sẽ nằm ở cái tầm như này thì mình quay là được đấy, hạ xuống như thế này là bình thường. Tuy nhiên lỗi như vậy thì em bán lỗi như vậy nha, 900k. Đúng ra như con này mà nó không bị lỗi một xíu chỗ đấy thì giá tầm 1,2 triệu. Mã số 11 900. Mã số 12. Em này 450k nhá. Full nhôm của Vebon, con này thì không có tay quay. Cao 40 tới 120 cm, nặng 1 cân. 450k full nhôm hết. Mã số 13 này, con này thì có tay quay, cũng nặng 1 cân. Con này thì cái phần đầu trên này thì lại là nhôm. Đó, ba chân này là nhôm, ống này là nhôm, nhưng mà cái phần ba chặt này là nhựa. Đó, cũng có tay quay. Những cái con như thế này thì anh em dùng tầm thấp như thế này thôi, dùng để tầm thấp này thôi nhé. Nếu mà muốn cao thì lên mũi chân to. Vậy những chân này anh em là mua dùng ít thôi, không dùng nhiều. Những cái cây 2 cân hơn 2 cân. 400k. Giá này là giá nguyên chân nhá. Anh em về thích thì kẹp dây thì kẹp. Cái này nó sẽ là ốc gen 6 này, vừa với tất cả các loại dây. Còn bên em chỉ quán Eto thôi, Eto nó đa năng hơn. Nó dùng cho các loại. Eto thì 200.000 một chiếc. Đấy, anh em mua nguyên Eto thì em cũng bán nhá. Nguyên Eto không 200.000 một chiếc. 30.000 ship nữa, 230.000. Rồi, thank you quá nha.